kiến thức nền tảng để phát triển trên năm 3 và năm 4, nhưng mà kiến thức hơi phức tạp ở trên lớp thì thầy cô không thể truyền đạt hết được. Làm sao thì mình có thể tìm hiểu và học kỹ được hơn ạ? Câu hỏi cứ như là bạn sinh viên học trò lớp 12 dễ thương ghê. Ở Đại học Harvard người ta không dạy một tí nào bạn, và nước ngoài cũng vậy. May lắm cử nhân nó còn dạy một tí, chứ còn từ cao học đến tiến sĩ không dạy tí nào cả. Người ta chỉ dạy phương pháp tư duy, người ta dạy năng lực hành động, và đặc biệt là người ta dạy cái cụm môn học hãy tự dạy mình. Còn toàn bộ kiến thức là nó nằm ở thư viện và internet. Không ai đi dạy cả, mẹ trừ cái doanh nghiệp, cái xã hội Việt Nam. Cho nên là tất cả bạn phải biến bạn trở thành chính người dạy mình. Và tất cả kiến thức nó nằm ở thư viện và internet hết. Ok. Cho nên tuyệt đối không có văn hóa đổ lỗi nữa. Cắm đầu vào mà học, chồng pháo câu lên mà học, chứ không có được đổ lỗi cho thầy cô gì cả. Và thầy cô đã làm quá mức rồi đấy, chứ thực ra người ta không dạy đâu. Ok. Chỉ khi nào tự bạn dạy bạn thì bạn sẽ nhớ suốt đời. Thầy cô dạy bạn sẽ ngoài quên ngay lập tức, mà thầy cô dạy xong bắt bạn thực hành thì bạn nhớ một nửa. Chỉ khi nào tao dạy tao thì tao mới nhớ suốt đời. Em tên là Tuấn ạ. Em là sinh viên năm 2 của trường Đại học Công nghiệp. Em muốn hỏi thầy là nếu em học kỹ thuật thì theo thầy học ở trong trường đã đủ chưa? Em chỉ có thể đủ nếu em trải qua 5 người thầy và lương của anh thợ sửa xe hơi của Mỹ. Hiện nay thằng sửa xe hơi mà bậc nhất của Mỹ thì lương bằng tổng thống Mỹ. Cho nên đừng có so đó, đó gọi là lợi nhuận bình quân. Ngày nào ngon hơn là nó bãi đầu tư, nó tràn sang. Cho nên là đầu tiên mình phải giỏi đã. Cái thứ hai, để giỏi được dưới 5 ông thầy thì em thua. Đừng lý luận nữa, đừng lên mạng nữa. Một là thầy trên bục, nuốt cho bằng hết kiến thức của thầy trên bục. Ông thầy nào dạy càng dở càng đi học. Đi học, học cái dở của người ta. Đừng có lý luận, đừng có tỏ ra nữa. Thứ hai là thầy là chính mình. Học xong ứng dụng liền, sửa cái xe đạp cho tôi. Không dễ đâu, mà cắm điện vào nó nổ toét mất ra. Thì đấy là thằng thầy thứ hai, thầy chính mình. Và thầy thứ ba là thằng bạn mình. Bất kể những người xung quanh, bất kể tuổi, đều là thầy hết. Đi đút lót cũng phải học người ta. Và thầy thứ tư là thần tượng. Em thần tượng ai thì em làm giống hệt người đó. Nếu bạn đá bóng, bạn thần tượng Messi, bạn đá giống hệt thôi. Và thầy cuối cùng vĩ đại nhất hiện nay đó là thầy Sách. Và vinh dự nhất của Việt Nam đó là hiện nay thói quen đọc sách của người Việt đứng cuối cùng thế giới. Và thầy Internet, không một cái gì không có cả. Và nhà văn vừa rồi của thủ lĩnh IS, nó viết văn ở trong thủ lĩnh IS mà nó ngồi có nửa tiếng là nó chế tạo được bom để phục vụ cho đội ngũ IS rồi. Không cần phải học cái gì cả, trên Google có hết. Sau khi ra trường thì em cần chuẩn bị những gì để có thể há công được đường nhà tuyển dụng ạ? Thấy chưa? Một là ra trường đã học kỹ thuật phải biết nghề. Mọi chuyện kỹ năng mềm tính sau, có nghề đã. Sau thứ hai là có giá trị nghề nghiệp. PR bản thân nó có nguyên một cái môn học, đó là xây dựng nhân hiệu các bạn ạ. Nhân hiệu thì cái này nó hơi chi tiết, nhưng bạn phải chứng minh bằng hành vi. Một là tham gia hội đoàn của trường cho thật tốt, đừng chui vào trong phòng. Thứ hai là ngồi nhậu với người nào đáng nhậu, đừng ngồi với dạng tào lao. Cần thì đi toilet rồi biến đi. Cái thứ ba là hãy chứng minh mình bằng hành vi ở trên bục giảng. Lên sửa bài tập, nhảy lên, tỏ chính kiến, tư duy phản biện. Một lúc hình ảnh của bạn nó sẽ hiện ra. Vậy thương hiệu của bạn là gì? Thương hiệu của bạn là cái người ta nói sau tấm cửa kính. Cho nên trước mặt bạn nó nói hay lắm, nhưng mà sau lưng bạn nó nói cái thằng này học hành cái gì. Mẹ nhìn người nó mập thế kia, tay nó to bằng chân thầy.
thằng này không học hành gì đâu, đó là thương hiệu của em. Ui mẹ thằng này lừa lọc đó mày ơi, đừng có đùa. Bạn mà tin những kẻ nói trước mặt bạn thì đấy không phải là nhân hiệu đâu. Nhân hiệu là cái người ta nói sau lưng bạn. Các bạn ạ, vậy thì phải bằng mọi cách để ghi vào não người ta, tao là ai. Tóm lại là ít nói lại, ít có thể nhất. Và hãy tăng việc làm lên, tham gia mọi chuyện của trường đại. Rồi bạn sẽ thấy trong não người ta, khi nói đến thằng mập là người ta nói ngay đến những phẩm chất đó. Em là học kinh doanh thì hành chung chung thì việc tìm ý tưởng nó sẽ khó. Vậy thầy nghĩ thế nào về vấn đề này? Có nên khởi nghiệp sớm từ lúc đang học đại học không ạ? Em là ơn thầy. Thứ nhất là bên quản trị kinh doanh khởi nghiệp khó hơn bên kỹ thuật. Đó là một mệnh đề cực kỳ cảm xúc, hoàn toàn sai, chả có lĩnh vực nào dễ cả. Cho nên mấy thằng bạn bách khoa của tôi, nó cứ thường nó chửi tôi: mày chả làm được cái gì, vì tao xây được cây cầu giúp đất nước, còn mày chỉ được cái lỗ mồm. Tôi bảo nói, mày sọc cây cầu thì đất nước mất một cây cầu, còn tao là bố mày ra một chính sách sai thì sập mé cả đất nước. Thế thằng nào to hơn? Thế là ngồi chào cờ. Chẳng có lĩnh vực nào khởi nghiệp là dễ cả. Cho nên đừng đổ oan cho các bạn kỹ thuật. Đấy là một. Và điều thứ hai, chưa bao giờ bắt đầu khởi nghiệp lại bằng một ý tưởng cả. Cho nên là bạn phải đọc nhiều nữa lên. Người ta bắt đầu khởi nghiệp bằng một ý tưởng. Trường hợp thứ hai, người ta khởi nghiệp bắt đầu bằng một sự tận dụng thành quả của công nghệ thông tin, startup. Và thứ ba, người ta khởi nghiệp bắt đầu bằng một sự đam mê. Trường hợp điển hình đó là anh chàng nông dân ở Tây Ninh làm được máy bay trực thăng, chả có ý tưởng ý đồ cả, cứ làm mãi rồi cuối cùng say mê nó lòi ra. Cho nên cứ nói đến khởi nghiệp là nói đến ý tưởng, đó là một kiểu nói vậy. Wow. Cho nên ở đây không hiểu khởi nghiệp thì đừng nói, nhân tiện bạn nói thì cho tôi vỗ mặt cả. Cho nên chỉ cần bạn đam mê nó cũng khởi nghiệp được rồi. Bạn chỉ cần giỏi IT, công nghệ sinh học hoặc vật lý, tức là thành quả của ba cái mặt trận này vĩ đại quá, là bạn khởi nghiệp được. Và ý tưởng là cái rẻ nhất ở thung lũng Silicon, là cái nơi tự hào của ý tưởng. Cho nên đừng mang ý tưởng ra đây. Cái cần nhất của trên cả ba cái đó là tinh thần khởi nghiệp, chứ không phải là khởi nghiệp. Mày có dám khởi đâu mà ý tưởng. Sau khi có tinh thần thì có ba con đường để đi đến đó. Và để đi đến khởi nghiệp có hai kiểu đi. Một là chơi luôn, và hai là đi vòng. Tao có tiền, tao có chuẩn bị đã, tao làm một cái nghề tao không thích, để tao lấy cái tiền đó tao nuôi cái nghề tao thích. Từ từ. Đấy mới là khởi nghiệp. Đừng nói nữa, làm đi. Còn bây giờ khởi nghiệp không? Thì bạn về khởi nghiệp từ thời sinh viên không? Đừng hỏi nữa, tôi cần tinh thần khởi nghiệp. Và khởi nghiệp từ lúc mới đẻ cũng phải làm nếu có cơ hội. Chả có thời điểm nào cả. Và tại sao bạn không hỏi ở tuổi 58 của tôi có nên khởi nghiệp không? Tại sao lại không? Có đúng không? Cho nên ở đây khởi nghiệp về mặt kỹ thuật không có thời điểm nào cả. Đừng có mệnh đề nữa. Các bạn ạ, bằng chứng là 26 tuổi Trần Phú đã viết luận cương chính trị cho Đảng. Bây giờ những kẻ 62 đọc lòi mắt chưa hiểu. Rony 19 tuổi làm rạng rỡ nước Anh. Các bạn ạ. Và những thần đồng 12 tuổi tạo nên cả một khối tiền tệ thế này này. Không có thời điểm. Nhưng mà tôi cần có tinh thần đã.